Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và bật chuông để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Dự đoán tỷ số ngoại hạng Anh khai mạc, mua dội mưa bàn thắng, Man City ra ngoài. Trong khi Liverpool và Chelsea dễ thở ở vòng 1, thì MU sẽ gặp thách thức khi chạm trán Leeds United. Ngoài ra, điểm nhấn của vòng khai mạc ngoại hạng Anh sẽ là trận đại chiến Tottenham, Man City. Vòng 1 ngoại hạng Anh sẽ có tới 8 trận đấu diễn ra vào ngày thứ Bảy 14 tháng 8. Trong đó đáng chú ý là chuyến làm khách tại Old Trafford của Leeds United 18:30, 14/8. MU đã có một mùa hè chuyển nhượng rất thành công và mang về bộ đôi tân binh Raphael Varane và Jadon Sancho. Và các cổ động viên Quỷ Đỏ hẳn sẽ vô cùng háo hức được chứng kiến màn thể hiện của cả hai ở trận này. Có nhiều lý do để dự đoán một trận cầu nhiều bàn thắng giữa MU và Leeds. Thứ nhất, ở lần gặp nhau tại Old Trafford ở mùa giải trước, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã hủy diệt đối thủ với tỷ số 6-2. Trong một trận đấu mà Leeds chơi đôi công với đội chủ nhà nhưng mắc nhiều sai lầm ở hàng thủ. Thứ hai, chắc hẳn chưa ai quên màn tái xuất ngoại hạng Anh vô cùng đáng nhớ của Leeds ở trận khai màn mùa trước, khi họ cũng đến làm khách trước Liverpool và khiến đội chủ nhà quay như chồng chóng. Dù thất trận nhưng Leeds đã ghi tới 3 bàn vào lưới giờ cốp và tạo nên một thế trận tấn công mới mẻ ở ngoại hạng Anh. Giờ đây, yếu tố bất ngờ của Leeds có thể đã suy giảm, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Marcelo Bielsa sẽ không nhập cuộc với tinh thần thủ hòa kiếm điểm. Còn với MU, không có lý do gì để họ không chơi tấn công ở trận tới. Cũng trong ngày 14 tháng 8, ông lớn ra quân sớm nhất là Arsenal khi họ đến làm khách trước tân binh Brentford, 2:14/8. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn với pháo thủ, khi Brentford được đánh giá là câu lạc bộ hình mẫu cho những đội bóng nhỏ vươn lên. Năng lực tấn công của các học trò huấn luyện viên Thomas Frank sẽ càng đáng gờm hơn khi họ được chơi trên sân nhà. Mùa 2020/21, Arsenal cũng mở màn ngoại hạng Anh bằng một cuộc đối đầu trên sân khách trước một đối thủ mới lên hạng là Fulham, và họ đã có chiến thắng dễ dàng 3-0. Tuy nhiên, lần này khát khao của một đội bóng trở lại ngoại hạng Anh sau 53 năm chờ đợi, như Brentford chắc chắn sẽ là rào cản lớn với pháo thủ. Ngoài ra, ở khung 21 giờ ngày 14 tháng 8, Chelsea và Liverpool sẽ có những màn đụng độ dễ thở với lần lượt Crystal Palace và Norwich. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa lên ngôi ở siêu cúp châu Âu và đang có tinh thần hứng khởi, nên không dễ để Crystal Palace gây ra bất ngờ. Trong khi đó, Norwich sẽ phải run sợ trong ngày trở lại ngoại hạng Anh, khi họ từng thua chính Liverpool với tỷ số 1-4 trong ngày khởi tranh mùa giải 2019-20. Trận đấu đinh của vòng 1 sẽ là màn tỉ thí giữa Tottenham và Man City 22:30, 15/8. Cả hai bên đều đang có chung một mối quan tâm là tương lai của tiền đạo Harry Kane, người nhiều khả năng sẽ không góp mặt ở trận này. Man City chắc chắn sẽ tung đội hình mạnh nhất để xóa đi bầu không khí u ám sau thất bại ở trận tranh siêu cúp Anh và nhiều khả năng sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Dự đoán tỷ số vòng 1 ngoại hạng Anh. 2 giờ ngày 14 tháng 8, Brentford 1-1 Arsenal. 18:30 ngày 14 tháng 8, mùa 3 tháng 2 Leeds United. 21 giờ ngày 14 tháng 8, Burnley 1 tháng 2 Brighton. 21 giờ ngày 14 tháng 8, Chelsea 2-0 Crystal Palace. 21 giờ ngày 14 tháng 8, Everton 1-0 Southampton. 21 giờ ngày 14 tháng 8, Leicester 2-0 Hover. 21 giờ ngày 14 tháng 8, Watford 0-2 Aston Villa. 23:30 ngày 14 tháng 8, Norwich 0-2 Liverpool. 20 giờ ngày 14 tháng 8, Newcastle 1-1 West Ham. 22:30 ngày 14 tháng 8, Tottenham 0-2 Man City.